thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, tùy theo nghiệp tương ứng. Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại, hóa sanh do phân ly mà ứng hiện. Giảng giải: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, đó là bốn cách sanh. Thai sanh là ở nơi những loài có vú, noãn sanh là nơi những loài lông vũ như chim chẳng hạn, thấp sanh là ở những loài sinh nơi ẩm thấp, và hóa sanh là những loài sanh bằng sự biến hóa, dường như có mặt rồi biến mất. Tùy theo nghiệp tương ứng, trong mỗi loại mà chúng sinh được sanh ra đều có một tác nhân kích thích và sự đáp ứng. Chẳng hạn, noãn sanh là do niệm tưởng mà có, phải có bốn điều kiện ắt có thì noãn sanh mới có được. 1. Nhân duyên của cha. 2. Nhân duyên của mẹ. 3. Nhân duyên của nghiệp lực cá nhân. Và 4. Điều kiện của hơi ấm. Noãn sanh xuất phát từ niệm tưởng. Chẳng hạn, gà mái ấp trứng suốt ngày, nó phải chịu đựng sức nóng, không thể nào chịu nổi, nhưng nó không thể nào bỏ đi được. Một hôm, nó tự thấy thời gian ấp trứng đã đủ, bèn rời khỏi ổ để bài tiết và ăn chút ít. Rồi nó trở lại ổ để ấp trứng và nghĩ: hãy chui ra, các chú gà con, nở ra, các chú gà con. Đó là lý do tại sao nói noãn sanh phát xuất từ niệm tưởng. Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại. Thấp sanh do hai nhân duyên: một, ánh sáng mặt trời; hai, môi trường ẩm thấp. Hóa sanh do phân ly mà ứng hiện. Các loại chúng sinh này sinh ra từ nghiệp riêng và hay thay đổi biến hóa. Nó xuất hiện rồi biến mất rồi xuất hiện. Biến hóa là thuộc tính của tham muốn mạnh mẽ cái mới lạ mà không thích cái già nua cũ kỹ. Vậy nên nó xuất hiện thông qua sự phân ly. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly thay đổi lẫn nhau, các loại thọ nghiệp báo cũng theo nhau lên xuống. Do nhân duyên đó mà chúng sinh tương tục. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly thay đổi lẫn nhau, có một sự kết hợp phân ly lẫn nhau liên tục, lần này qua lần khác, và do nghiệp báo mà mỗi loài theo nhau sinh khởi, rồi chìm đắm liên tục không dứt. Do phải chịu nghiệp báo, chúng sinh làm thân loài chim trên trời, rồi biến thành cá dưới nước. Do nhân duyên đó mà chúng sinh tương tục. Chúng sinh là những loài phải chịu trải qua 12 loại sanh: 1. Thai sanh. 2. Noãn sanh. 3. Thấp sanh. 4. Hóa sanh. 5. Hữu sắc. 6. Vô sắc. 7. Hữu tưởng. 8. Vô tưởng. 9. Phi hữu sắc. 10. Phi vô sắc. 11. Phi hữu tưởng. 12. Phi vô tưởng. Đây là tiến trình liên tục không dừng nghỉ của chúng sinh. Đầu tiên chúng ta thảo luận về sự tương tục của thế giới. Kế tiếp chúng ta bàn về sự tương tục của chúng sinh. Tất cả chúng sinh trong thế gian đều có tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau. Vọng tưởng và tham ái cùng liên kết nhau, nên yêu mãi không rời. Họ dính chặt vào tình cảm luyến ái và không thể nào rời bỏ được. Nghiệp báo như thế khiến cho họ trở nên dính chặt với nhau như keo sơn. Thế nên, cha mẹ, con cháu trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lấy tham dục làm gốc. Những loại chúng sinh này tự lấy tham dục làm cội rễ cho chính mình. Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không dứt. Mọi sinh vật đều muốn nuôi dưỡng cho thân thể riêng mình. Lòng tham không bao giờ cùng tận. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế gian, tùy sức mạnh yếu,
ăn nuốt lẫn nhau. Tùy theo sức mạnh chúng được thừa hưởng, chúng ăn nuốt các loài khác. Anh ăn tôi và tôi ăn lại anh. Sâu lớn nuốt sâu bé, cá lớn nuốt cá bé, thú lớn ăn những loài nhỏ hơn mình. Chẳng hạn, con cọp tìm những loài thú nhỏ bé yếu hơn mình để ăn thịt. Loài thú yếu sẽ trở thành thực phẩm cho loài thú lớn, rắn ăn chuột. Đó là vào mùa hè, còn vào mùa đông, rắn mất khả năng tự vệ nên lại bị chuột ăn. Nó ăn tôi ăn lại nó. Chim đại bàng cánh vàng, đại bàng kim suý điểu, thường ăn rồng ngoài biển như cách loài người chúng ta nuốt mì ăn liền. Mỗi cánh của chim đại bàng cánh vàng rộng lớn 330 do tuần. Một tiểu do tuần là 40 dặm, một trung do tuần là 60 dặm, một đại do tuần là 80 dặm. Một lần vỗ cánh của chim đại bàng cánh vàng sẽ khiến cho nước trong đại dương cạn sạch, bày ra lòng biển khô tận đáy. Cách để nó bắt rồng để ăn là vỗ cánh cho nước biển cạn đi, khiến cho những chú rồng con phơi mình dưới đáy biển, rồi nó tha hồ ăn. Thế nên loài rồng gặp phải chuyện rất khó xử, không còn nơi đâu để trốn, không còn thời gian để tàng hình, không còn phương thức nào để sống sót được. Số lượng loài rồng trong biển bị giảm sút nhanh chóng. Cuối cùng, những con còn sống sót phải đến Đức Phật kêu cứu. Kính bạch Thế Tôn, Ngài là đấng đại từ, đấng đại giác. Loài chim đại bàng cánh vàng đã ăn thịt lớp con và lớp cháu của chúng con rồi. Chẳng bao lâu nữa, loài thủy tộc chúng con sẽ bị diệt chủng. Chúng con phải làm thế nào? Đức Phật trả lời, đừng buồn, Như Lai sẽ có cách cứu loài rồng. Rồi Ngài cho gọi chim đại bàng cánh vàng đến, Ngài bảo, đừng ăn thịt loài rồng nữa, loài rồng sẽ diệt chủng nếu ngươi ăn thịt chúng nhiều như vậy. Chim đại bàng cánh vàng đáp, nhưng nếu con không ăn rồng, chúng con sẽ đói, con chẳng có gì để ăn cả. Đừng lo. Đức Phật bảo, từ nay về sau, mỗi khi chúng tỷ khưu đệ tử Phật thọ trai, họ sẽ cúng cho ngươi một ít thực phẩm để dùng. Thế nên chư tăng trong các tự viện Phật giáo, mỗi khi thọ trai vào buổi trưa, thường cúng xuất sanh, chính là để bố thí chút thực phẩm cho chim đại bàng cánh vàng. Câu chuyện này là một ví dụ khác cho sự cạnh tranh để sống còn. Loại chúng sinh này lấy sát và tham làm gốc. Những loại chúng sinh này sát hại loại chúng sinh khác. Căn gốc nghiệp chướng của họ là do lòng tham và tính thích sát hại. Do người ăn dê, dê chết hóa làm người, người chết hóa làm dê. Như thế cho đến 10 loại chúng sinh, sống chết xoay dần, ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Loại chúng sinh này lấy trộm đạo và tham lam làm gốc. Người ta thích ăn thịt dê, mặc dù trong kinh chỉ đề cập đến dê, nhưng nói chung là chỉ cho tất cả các loài. Heo, bò, gà, các loại vật khác đều gồm trong đó. Thế nên, khi người ta ăn thịt dê, đến khi dê chết hóa làm người. Tôi vừa kể chuyện Thiền sư Chí Công cho quý vị nghe. Bây giờ kinh văn chứng minh cho điều ấy. Người chết hóa làm dê. Tôi không tin điều ấy. Quý vị nói, không có chuyện đó, làm sao mà người lại biến thành dê và dê biến thành người? Nếu quý vị không tin, thì chẳng còn gì để nói, chỉ còn cách thử cho biết. Khi quý vị chết, đầu thai trong bụng một con dê, quý vị mới hiểu. Lời dạy của Pháp Sư thật là đúng, nhưng lúc ấy đã quá trễ. Lúc ấy, nếu quý vị muốn tu đạo, thì chẳng dễ dàng gì để tu khi ở trong bào thai của loài dê. Như thế, cho đến 10 loại chúng sinh. 10 loại chúng sinh có thể được giải thích như ở mục 12 loại chúng sinh, trừ đi hai loại sau cùng. Cũng có nghĩa là một lần đầu thai trong một loại chúng sinh, như thế tiếp tục cho đến 10 loại.
Thế nên có bài kệ: Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục. Một khi đã mất thân người, cả vạn kiếp sau khó có thể phục hồi lại được. Nếu quý vị mất thân người và đầu thai làm thân súc sinh, thì thật không dễ gì trở lại cõi người. Có thể phải mất một đời, cho đến 10 đời, thậm chí không chắc gì có thể trở lại làm người. Thế nên có câu: Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Bây giờ chúng ta có được thân người, bất luận quý vị mang quốc tịch hay chủng tộc nào, chúng ta đều là loài người. Thế nên bây giờ chúng ta có cơ duyên tốt là được làm người. Chúng ta phải nhanh chóng tu đạo. Hãy nhìn nước Mỹ với hàng triệu dân, số người thực tâm nghiên cứu Phật pháp và hàng ngày đến đây nghe giảng chung quy chỉ có chừng 12 người tại Cửu Kim Sơn. Có lẽ còn nhiều nơi khác, nhưng không có ai nghiên cứu và thực hành nghiêm túc như ở đây. Và có bao nhiêu người ở Hoa Kỳ có thể giải thích hoàn toàn kinh Thủ Lăng Nghiêm? Không quá 2 hoặc 3 người. Thế nên mới biết là khó có được cơ hội để được nghe giảng giải Phật pháp. Sống chết xoay vần, ăn nuốt lẫn nhau. Dê chết hóa làm người, người chết hóa làm dê. Anh ăn tôi thì tôi ăn lại anh. Anh làm no bụng tôi thì đến phiên tôi làm no bụng anh. Chúng ta thay đổi chỗ cho nhau. Anh ăn thịt tôi ăn thịt anh. Thế nên dê thì tròn quay và người thì bụng phệ. Mãi cho đến khi có cuộc tranh luận xem thử có ai không phải ăn thịt loài khác, mới biết không những chúng chỉ ăn nhau như thế trong một đời này, mà tiếp diễn trong cả chục đời. Thế nên, làm người đừng để quá mập, đừng tranh đua với loài dê để xem ai mập hơn. Chẳng có ai chấm điểm cho quý vị cả. Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Trận chiến vẫn tiếp tục. Đời này anh ăn thịt tôi, đời sau tôi sẽ ăn thịt anh. Anh ăn tôi 2 miếng, tôi sẽ nhớ để ăn anh thành 4 miếng. Sự thích thú khiến cho mức độ tăng lên, và tiến trình này không bao giờ ngừng. Nó kéo đến cả biên tế của đời vị lai. Cái gì là biên tế của đời vị lai? Có nghĩa là ngày mai, và ngày mai của ngày mai. Ngày mai và ngày mai. Có bao nhiêu ngày mai như vậy, đến vô cùng vô tận của vị lai. Không bao giờ dừng nghỉ. Bây giờ nó như thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu quý vị muốn thử cho biết, thì hãy nhớ lời khuyên của tôi là chớ nên thử. Rất nguy hiểm nếu cứ đùa giỡn với nó. Loại chúng sinh này lấy trộm đạo và tham lam làm gốc. Trộm là lấy vật mà người khác không cho. Chẳng hạn, khi quý vị ăn thịt dê mà con dê không đồng ý để cho quý vị ăn thịt nó. Không như trường hợp đàn cừu ở Lộc Giả Quyển tình nguyện dâng nộp cho vua mỗi ngày 1 con. Chúng chọn cách như vậy, nên trong trường hợp ấy, người ăn thịt ít bị quả báo nặng nề. Nhưng nếu quý vị vô cớ bắt và giết một con cừu để ăn thịt, thì quý vị đã mang tội ăn cắp. Quý vị ăn thịt cừu, do đó đã lấy vật mà mình không được phép lấy. Thế nên con cừu nhận quả báo đầu thai làm người, và quý vị đầu thai làm cừu trong đời kế tiếp. Quý vị ăn cắp mạng của cừu, và bây giờ nó lại ăn cắp mạng của quý vị. Con cừu chết rồi biến thành người, và sự đầu thai của nó là trường hợp của nghiệp báo, dù quý vị không nhận ra điều ấy. Thế nên toàn bộ vấn đề rất là nguy hiểm. Tôi mong rằng quý vị đệ tử của tôi đừng bao giờ đùa giỡn với nguy hiểm và đừng bao giờ có ý muốn làm thử. Chỉ kết thúc bằng thân heo, thân dê mà thôi. Tôi không muốn thấy đệ tử mình bị trầm luân. Tôi chỉ muốn quý vị đều chóng thành Phật.
Nên hôm nay tôi nhắc nhở quý vị đừng thử đụng vào con đường nguy hiểm ấy. Ông nợ mạng tôi trả nợ thân mạng cho ông. Nếu ông cướp mạng sống của tôi, thì ông phải trả nợ ấy lại cho tôi. Nếu tôi cướp mạng sống của ông, thì tôi cũng phải trả nợ ấy lại cho ông. Nếu ông mượn nợ của tôi, thì ông phải trả. Nếu tôi mượn nợ của ông, thì tôi phải trả. Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong sanh tử. Dù cho sau hàng triệu kiếp, chúng ta cũng không ngừng bị mắc trong vòng luân hồi sinh tử. Ngay khi nghe đọc đoạn kinh này, quý vị phải nên cảm thấy sợ hãi. Hãy nghe trong kinh nói: Ông yêu cái tâm tôi yêu hình sắc của ông. Phát khởi tình yêu chính là sự sinh khởi vô minh. Yêu hình sắc của ông có nghĩa là sự sinh khởi của hành trong chuỗi 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, đây là vấn đề của đàn ông và phụ nữ. Thực vậy, trên thế giới, ngoài vấn đề nam nữ ra, thì chẳng có gì để đáng nói cả. Thế nên Kinh Phật không chỉ nói về một khía cạnh, mà đề cập từ khía cạnh này liên quan đến khía cạnh khác. Thế nên chẳng phải là Đức Phật biện hộ cho tình yêu khi Ngài nói, ông yêu tôi yêu ông. Đức Phật không khuyến khích tự do yêu đương rồi bỏ quên mọi luật tắc đạo đức. Do nhân duyên ấy trải qua trăm nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng buộc. Đó chính như là quý vị bị dính chặt vào nhau và không thể nào tự mình tách rời ra được. Quý vị dính nhau quá chắc, và quý vị nghĩ rằng mọi thứ trên đời chính là cái mà quý vị luôn luôn ham muốn. Nhưng thực tế là từ khi quý vị kẹt dính vào đó thì không thể nào đạt được Phật quả. Vậy mà quý vị vẫn nghĩ rằng tình yêu chẳng có gì là tồi tệ, phải không? Tình yêu là cái gì? Chính ba thứ sát đạo dâm là căn bản. Do nhân duyên đó, nghiệp quả tương tục. Nghiệp quả do đâu mà có? Nó phát sinh từ ba thứ sát, đạo, dâm. Nếu quý vị giết hại là mình đã tạo nghiệp sát. Nếu quý vị trộm cắp, đó là tạo nghiệp trộm đạo. Nếu quý vị tham đắm nữ sắc, đó là quý vị đã tạo nghiệp dâm. Ba nghiệp này còn gọi là ba món độc đối với cơ thể. Chính nó là cội gốc căn bản. Do nhân duyên đó, nghiệp quả tương tục. Sự tương tục của nghiệp báo này đã làm nên sự tương tục của chúng sinh, và từ sự tương tục của chúng sinh mà tạo nên sự tương tục của thế giới. Sự tương tục của thế giới trở lại tác động đến sự tương tục của nghiệp quả. Thế là vòng luân hồi tự nó hoàn chỉnh và khép kín. Nó chấm dứt rồi lại bắt đầu. Đó là cách mà thế giới hiện hữu và tồn tại. Nếu quý vị nghĩ rằng thế giới thực sự tốt đẹp, đầy hứng thú và tốt lành, thì hãy lao vào mà hưởng thụ. Nếu quý vị nghĩ rằng không phải như vậy, thì quý vị có khả năng về đến nhà mình. Ở đâu là nhà mình? Đó là quả vị Phật. Ba thứ tương tục điên đảo ấy đều là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Sự tương tục của thế giới là thành trụ dị diệt, tiếp diễn không ngừng. Chúng sinh cũng trải qua tiến trình tương tự của sinh trụ hoại diệt vô cùng vô tận. Nghiệp quả cũng diễn ra với tiến trình thành trụ hoại không bất tận. Cả ba thứ sinh khởi tương tục này đều bắt nguồn từ vô minh. Thế giới được hình thành bởi do vô minh. Thế nên có vô minh của thế giới, có vô minh của chúng sinh và có vô minh của quả báo. Mọi pháp hữu vi đều sinh khởi từ vô minh. Vô minh là mẹ của tất cả các pháp đang hiện hữu. Thế nên, nếu ai dẹp trừ được vô minh, thì người ấy có thể thành Phật. Chỉ đến khi nào quý vị chuyển hóa sạch mọi vô minh, thì khi ấy quý vị mới nhận ra chân tánh của mình.
Tại sao thế giới được duy trì bằng ba thứ điên đảo tương tục như vậy? Do muốn soi lại tánh giác nên thành ra có vô minh. Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, theo vọng tưởng mà kiến chấp phát sinh. Với sự sinh khởi của vô minh, cái thấy hư vọng cũng phát sinh, và do vậy thế giới khách quan cũng được phát hiện ra. Các tướng núi sông đất liền thứ lớp dời đổi, do hư vọng này mà xoay vần không cùng tận. Mặc dù núi rừng và các hiện tượng hữu vi là mênh mông không cùng tận, nhưng có một sự rất tương tục rất rõ ràng, không hề có sự hỗn loạn thiếu trật tự. Một khi hư vọng sinh khởi, nó cứ thế mà tiếp diễn, nó chấm dứt rồi lại phát sinh, dừng lại rồi bắt đầu. Chẳng hạn, con người chết rồi lại đầu thai làm dê, đầu thai rồi lại chết, cứ chịu luân hồi sinh tử bất tận. Thế mà con người không chịu tỉnh ngộ và tự hỏi: tại sao ta phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh? Họ không chịu nhìn kỹ vào câu hỏi này. Họ không bao giờ giải đáp được tại sao họ phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Thế nên khi có ai hỏi vì sao sinh ra thì họ chẳng biết trả lời ra sao, và chẳng biết mình sẽ làm gì, và khi chết thì rất bối rối. Thế nên người xưa có câu: sanh thời hồ đồ, khứ thời mê, là vậy. Vì không biết rõ về chuyện đến và đi của mình, nên quý vị có thể hình dung rằng cuộc sống của mình như trôi qua một cơn mê muội bàng hoàng. Và chính trong sự thiếu sáng suốt minh bạch này mà tiến trình sống chết ấy tương tục. Sinh ra để rồi chết, chết rồi lại sanh, có đáng thương không? Nghĩa rốt ráo của tất cả sự việc này là gì? Ý nghĩa rốt ráo của mọi sự hiện hữu trên thế gian là kiếm được ít tiền và ăn chút gì đó để sống. Vì không có tiền nên phải làm đụng để kiếm tiền, làm ra tiền để mua thức ăn và áo quần để mặc. Thực vậy, nếu sống trên đời chỉ để làm ăn, để mặc, để sống trong một ngôi nhà đẹp đầy đủ tiện nghi thì thật là vô nghĩa. Thà rằng chết ngay bây giờ tốt hơn. Hãy nghĩ xem, quý vị phải đi làm và khi về đến nhà là phải ăn. Quý vị phải lấp đầy cái túi da không đáy. Ngày nay quý vị lấp đầy nó, nhưng ngày mai nó lại trống trơn rồi. Quý vị lấp đầy nó ngày nay, nhưng ngày kia nó lại trống rỗng. Thậm chí quý vị nhét đầy bụng vào buổi sáng thì buổi tối nó đã kêu réo lại rồi, lại phải lấp đầy cái hố đó. Quý vị phải tống khứ cái cũ đi để tiếp nhận cái mới vào, phải chịu vô số những thứ phiền toái ấy trong một ngày, dường như là quá vô nghĩa. Có bài thơ nói về chuyện ấy như thế này: nhân sinh thất thập cổ lai hy, tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão, trung gian sở dư vô đa thời, hữu hữu nhất bán tùy trước liễu. Từ thời xưa cho đến ngày nay, số người sống đến 70 tuổi rất là ít, và trong thời niên thiếu, trước khi lên 15 tuổi, thật sự là chưa làm được điều gì cả. Ở Mỹ, tuổi trưởng thành được quy định là 18, nhưng ở Trung Hoa, tuổi trưởng thành là 25. Thế nên, trước tiên quý vị phải trừ đi khoảng thời gian những năm mình chưa được xem là trưởng thành. Có người bảo, con tôi giữ tín phiếu và làm ra tiền. Đúng vậy, nhưng nó chẳng làm được gì nhiều. Quý vị không thể xem như nó đã có việc làm thật sự. Khoảng cuối đời, quý vị phải trừ đi 15 năm, thời gian tuổi già. Trong 15 năm cuối đời, theo luật tự nhiên, quý vị không làm được nhiều nữa. Mắt đã mờ, tai lãng, răng long, tay run rẩy, thậm chí chân còn đi không vững, tứ chi không còn hữu dụng nữa. Thế nên nếu sống được 70 tuổi, chúng ta phải trừ đi 15 năm đầu đời và 15 năm cuối đời, mới thấy chẳng còn được bao nhiêu ở khoảng giữa, chỉ còn sống được có 40 năm.
nhưng chẳng phải 40 năm sống hoàn toàn có hiệu quả. Một nửa thời gian quý vị phải dành để ngủ nghỉ, và nếu kể luôn cả thời giờ tắm rửa, mặc quần áo, thì phải trừ đi nhiều thời gian nữa. Thế nên nhiều nhất trong một đời người, chỉ có chừng 20 năm là sống thực sự có hiệu quả. Thế có điều gì lớn lao về chuyện này? Điều này gợi cho tôi nhớ lại chuyện ba ông lão gặp nhau chúc mừng năm mới. Một người 60 tuổi, một người 70 tuổi và một người 80 tuổi. Ba ông bạn chí thân cùng nhau đi ăn để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới. Ông già 60 tuổi nói: "Kim niên tử tịch viên tiền hội, bất tri minh niên hậu thiểu thùy. Hôm nay gặp nhau cùng chung nhau uống rượu, không biết sang năm sẽ thiếu những ai?" Ông già 70 tuổi nói, ông nghĩ quá xa về tương lai. Ông già 60 tuổi hỏi, "Ồ, thế ông nghĩ sao?" Ông già 70 tuổi đáp, "Kim vãn thoát liễu hài hòa miệt, bất tri minh niên xuyên bất xuyên." Tối nay khi cởi giày và vớ, không biết sang năm mới còn có mang vào được nữa hay không? Ông già 80 tuổi nói, chính ông vẫn nghĩ quá xa về tương lai. Ông già 70 tuổi hỏi, thế ông nói như thế nào? Ông già 80 tuổi nói, tôi không biết khi tôi hít vào thở ra một hơi xong, không biết rồi có còn tiếp tục hít vào thở ra nữa hay không? Cả ba ông lão này đều quan tâm đến vấn đề luân hồi sinh tử. Rốt cuộc, họ có chấm dứt được luân hồi sinh tử hay không? Nếu họ gặp được một bậc thiện tri thức, một bậc minh sư, họ sẽ có được cơ hội này. Nếu họ không có cơ may gặp được bậc minh sư, tôi tin là họ không thể nào chấm dứt được vấn đề sinh tử. Còn có một chuyện khác liên quan đến vấn đề này. Có một người đã chết và được đưa đến trước vua Diêm La. Ngay khi gặp vua Diêm La, ông ta liền phản đối tình trạng ông ta đang gặp phải. Ông nói, ngài thật là độc ác, nếu muốn tôi đến gặp ngài, lẽ ra ngài nên viết cho tôi ít chữ. Nếu báo trước cho tôi được rõ, thì tôi mới thông thả chuẩn bị đi. Nhưng ngài đã không viết thư, không gọi điện thoại, cũng chẳng đánh điện tín cho tôi. Ngài chỉ đến bắt tôi mà không báo trước, tôi thấy hoàn toàn vô lý. Vua Diêm La nói, tôi đã gửi cho ông rất nhiều thư mà ông không để ý. Tôi chẳng nhận được lá thư nào của ông cả, người đàn ông phản đối. Vua Diêm La nói, bức thư đầu tiên tôi gửi cho ông, đó là khi người láng giềng của ông có đứa con chết từ khi vừa lọt lòng. Ông đã già và sống đã lâu năm rồi, nếu có đứa trẻ vừa mới sanh ra liền chết, ông thấy mình chẳng có chút thương tâm nào cả hay sao? Lẽ ra ông phải thức tỉnh ngay lúc ấy và bắt đầu tu tập là vừa. Còn mắt của ông chưa đến lúc bị mờ, không thấy được mọi thứ rõ ràng nữa hay sao? Đó là bức thư thứ hai tôi gửi đến cho ông. Đến lúc tai ông không còn nghe được rõ nữa rồi, phải không? Đó là bức thư thứ ba tôi đã gửi cho ông. Có phải đã đến lúc răng ông bị rụng nhiều rồi chăng? Đó là bức thư thứ tư tôi gửi đến cho ông. Tôi không nhận ra được những lời ông nhắn gửi trong những bức thư ấy, thưa Diêm La. Thế bức thư cuối cùng ông gửi cho tôi nội dung như thế nào? Ông không thấy tóc trên đầu ông đã bạc trắng đó sao? Đó là bức thư cuối cùng. Nay tôi đã xem xét xong, thấy ông ăn thịt heo quá nhiều, nên ông phải đầu thai làm heo. Thế là người đàn ông ấy đầu thai thành heo. Khi nào thì ông ấy trở lại làm người, không ai biết được. Bây giờ sự tương tục của quả báo đã được giải thích, mọi người nên hồi quang phản chiếu để biết được mình sẽ đi về đâu. Có người trả lời, thưa con đã biết, con sẽ xuất gia tu đạo. Quý vị muốn xuất gia, đó thật là điều tốt đẹp nhất nếu quý vị thực hiện được. Có người khác nói, nghe như vậy, tôi nghĩ rằng đời người thật là vô nghĩa, tôi chỉ muốn nằm chết cho rồi. Điều ấy cũng tốt,
nhưng cũng không chắc là ông khỏi bị chuyển đi đầu thai làm heo như ông bạn kia. Heo thì thật là ngu đần, thế nên ai là người đần độn thì sẽ đầu thai làm heo trong đời sau. Và lý do lớn nhất để học kinh Thủ Lăng Nghiêm là học cách làm sao để khỏi bị đần độn, là giúp cho quý vị khai mở trí huệ. Nếu có trí huệ thì ba thứ nghiệp quả tương tục sẽ không làm gì được mình. Thế có người sẽ hỏi, sẽ rất hỗn loạn nếu như thế giới, chúng sinh và nghiệp quả không tác động gì đến tôi. Không, nếu đến trình độ đó thì ông đã có được sự tương quan với chư Phật. Ông là quyến thuộc của hàng Bồ Tát, là huynh đệ của hàng A-la-hán. Thế nên chắc chắn ông không phải là người hỗn loạn.